Thanh Trúc kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Chào Washington DC với Thanh Trúc từ Denver, Colorado. Thanh Trúc trong hai chương trình trước có thưa với quý vị là Thanh Trúc về thành phố Denver, Colorado để tham dự một sự kiện đặc biệt ở đây, tức là một đơn vị gia đình Mỹ Việt được thành lập tại Denver, Colorado. Và cũng là một cái cơ may mà Thanh Trúc lại được gặp gỡ với những anh chị ở trong một chương trình phát sóng, thưa quý vị, đó là chương trình Tình Yêu Không Biên Giới, phát từ Denver, Colorado. Và chương trình này được phát ở California cũng như nhiều nơi khác. Mọi người có thể vào để xem chương trình này. Và hôm nay thì Thanh Trúc mời quý vị đến với hai người chủ trương cái chương trình Tình Yêu Không Biên Giới ở tại Denver, Colorado để có một buổi trò chuyện trong chương trình do Thanh Trúc phụ trách. Thanh Trúc chào Đông Sương cũng như là chào anh Đoàn Ngọc Lệ. Dạ, chào chị. Đông Sương xin chào chị Thanh Trúc và xin chào quý vị. Chắc có lẽ hai bạn phải nói cho Thanh Trúc biết khi mà thưa quý vị, Thanh Trúc nói như thế vì khi Thanh Trúc đến Denver, Colorado thì Thanh Trúc ngạc nhiên khi mà đến cái phòng thu âm của chương trình Tình Yêu Không Biên Giới. Các bạn có những cái gọi là đồ equipment để mà thu hình rất là, có thể nói là rất là tối tân, thưa quý vị, và các bạn trang bị rất là đầy đủ. Điều này làm cho Thanh Trúc ngạc nhiên. Và Thanh Trúc tìm thấy một cái điều gì đồng điệu ở trong, vì là một người làm ở trong thường có những chương trình TV để cống hiến đến quý vị, thì Thanh Trúc cũng tìm thấy một cái sự đồng cảm đồng điệu ở nơi hai bạn Đông Sương cũng như là Lệ, và Thanh Trúc cảm thấy thích thú lắm. Hai bạn có thể cho biết là hai bạn đã trang bị cái phòng thu âm này từ bao lâu? Dạ, thưa chị Thanh Trúc và cùng quý vị khán thính giả. Thì hai vợ chồng em thì có dịp đi Cali thì khoảng năm ngoái. Thì cái phòng thu của em ở đây thì được thành lập cỡ một năm nay chị. Và từ các bạn là cái phương tiện tài chính là từ các bạn bỏ tiền túi ra để lập cái phòng thu âm này? Dạ, thưa chị. Như vậy là cũng phải có sự cho phép của Đông Sương phải không? Dạ, thưa chị, cũng như quý khán giả, là vợ chồng em được có một cái Chúa cho, là 21 năm vợ chồng em lấy nhau 21 năm, nhưng mà làm cái gì thì hình như hai vợ chồng cũng đồng lòng hết. Những cái mà chồng của em có ý kiến là hình như là nó lại trùng hợp với em, thì tất cả những việc tụi em làm rất là suôn sẻ, vì vợ chồng em rất là như tất cả mọi sự là coi như là hợp ý với nhau đấy, thưa chị. Thế thì cho mọi người đang theo dõi chương trình này cũng như cho Thanh Trúc biết, bật mí cho Thanh Trúc biết, tại sao lại có cái chương trình Tình Yêu Không Biên Giới và tại sao lại đặt cái tên là Tình Yêu Không Biên Giới? Dạ, thưa chị và thưa cùng với quý vị khán thính giả, chương trình Tình Yêu Không Biên Giới thì được sáng lập ra từ ông bà mục sư Lê Thành Hiệp ở California. Thì ông bà rất yêu mến Chúa và ông bà có ao ước đem một tình yêu đến cho đồng bào người Việt Nam của chúng ta bất cứ một nơi nào. Và trong Tình Yêu Không Biên Giới nó nói lên một cái là mình không giới hạn trong một tôn giáo nào, mình không giới hạn một giai cấp nào, và mình không giới hạn một tuổi tác nào, thì nó đem đến bất cứ đồng bào Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi trên thế giới. Thế thì ở hai bạn là Đông Sương và Lệ đó, hai người là một cái gia đình. Thanh Trúc biết là hai bạn có được tới bốn người con rất là xinh đẹp, mà Thanh Trúc rất là hân hạnh được biết và rất là ngoan ngoãn nữa. Chỉ có hai người và bốn đứa con mà bây giờ thành lập một gia đình rồi, phụ trách cái chương trình Tình Yêu Không Biên Giới, thì có một cái giới hạn nào không, hay là vẫn đi ở trong cái gọi là ở trong cái tâm tình của một cái tình yêu không biên giới để gửi cái tiếng nói mình đến cho mọi người? Dạ, có bao giờ cảm thấy là mình bị hạn hẹp ở trong một cái công việc hay là một cái việc làm nào hay một cái chương trình nào không? Dạ, thưa chị cũng như quý khán giả, thì cảm ơn Chúa là khi mà mình đã dấn thân hầu việc Chúa rồi đó, thì có cái một cái phép lạ mà nó vượt qua khỏi con người của chị. Thưa chị, là em làm với ông xã em thì rất là bận, ảnh cũng có công việc riêng của ảnh và em cũng có công việc riêng của em, nhưng mà tụi em làm Chúa thêm sức. Và nhiều lúc vợ chồng em không có thời gian ăn cơm nữa, nhưng mà vẫn mạnh khỏe. Chị thấy bây giờ là thấy vợ chồng em vẫn mạnh khỏe, có nghĩa là khi mà mình yêu tha nhân, yêu mọi người đang sống trong một cái sự cái giai đoạn mà họ nói là cái giai đoạn mà cái tâm linh của họ đang héo mòn trong cái quay cuồng với cái thế giới này, thì họ cần cái sự tươi mát của Đức Chúa Trời đến giống như dòng suối mát đến với họ. Thì vợ chồng em không có ngại, vì nghĩ tới những linh hồn như vậy thì lòng của mình đau xót khi họ không được cứu ở nơi Đức Chúa Trời. Thì vợ chồng em làm việc quên mình là ai, nên thành Đức Chúa Trời đã ban phước cho các con của em được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, và vợ chồng em được ban sức ở nơi Thượng Đế, chị.
phải chăng là ý kiến của hai bạn muốn chia sẻ ở đây đó là kể cả một cái gia đình là đơn vị nhỏ nhất của xã hội, yeah, và hai vợ chồng những đứa con, yeah, thì cũng phải dựa trên tâm linh, dựa trên một cái tình yêu của một đấng tối cao, để từ đó đó mình mới cả một cái gia đình mới có thể có hạnh phúc, và từ đó mình mới có thể hướng ra tha nhân được. Dạ thưa bà chị, khi mà gia đình của mình không hạnh phúc thì làm sao mình đem một cái tình yêu mà mình nói với tha nhân là tôi chúc bạn trong một tình yêu hạnh phúc trăm năm, thì cái chuyện đó là không thể nào có được. Trước hết là mình phải tạo cho cái gia đình của mình, vợ chồng mình hạnh phúc trước, thì mình đem được cái tình yêu đến cho nhân loại chị. Thế nhưng mà cái may mắn của hai bạn ở đây đó, khi mà tạo lập một gia đình rồi từ đó rồi nói là bước ra với tha nhân bằng cái chương trình tình yêu không biên giới đó, là đồng vợ đồng chồng. Tục ngữ Việt Nam của mình cũng có câu là đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Đó là trường hợp của Lệ và trường hợp của Đông Sương. Thế nhưng mà có những cái trường hợp là nó bị một cái sự thử thách, hay là bị một cái khó khăn, là đôi khi chồng thích làm cái công việc này, vợ không đồng ý, vợ bảo là lo việc nhà chứ hết đi lo việc thiên hạ. Hay là nhiều khi vợ quá nhiệt thành trong cái việc như Đông Sương nói là hầu việc Chúa chẳng hạn, hay là phục vụ cho cái lý tưởng của mình, thì ông chồng bảo chứ em nên nhớ rằng là em còn con, em còn gia đình, em còn một gia đình phải gánh vác đây nè, đi ra mà ăn cơm nhà, đi ra gác và vác ngà voi, lo chuyện thiên hạ là không được. Thì lúc đó thì làm sao? Lúc đó thì các bạn có một cái góp ý nào không? Dạ thưa chị, khi trong một cái niềm tin của mình đặt Thượng Đế là một người cha yêu thương của mình, thì vợ chồng con cái trong gia đình mình phải có sự hiệp một. Tại vì mình đi theo con đường, mình đi theo một tôn giáo, mình đi theo một đấng tối cao để mình thờ phượng. Thì khi mình thờ phượng Đức Chúa Trời mà hai vợ chồng ở nhà mình kình lộn với nhau thì làm sao có được sự hạnh phúc đó? Trước hết là mình phải kính Chúa, rồi mình sao đó mình mới yêu tha nhân gì. Như vậy là phải bắt buộc mình ghê lắm hay sao? Phải làm, phải tự bắt buộc lấy mình, hay là tự nhiên cái ân sủng nó đến, hay là như thế nào? Dạ thưa chị, là em tiếp lời với ông xã của em, là nếu như chị nói là có những cái hoàn cảnh mà nó gây khó khăn cho những người phối ngẫu với nhau, thì chúng ta nên hiểu một điều, nếu như Đức Chúa Trời cũng có một cái tánh ích kỷ giống như mình, thì Ngài ở trên thiên đàng, Ngài không có sai giáng thế để làm một con người bình thường như chúng ta. Ngài không có rửa chân cho các môn đồ. Ngài làm những cái hình ảnh đó để bày tỏ cái tình yêu thương của Ngài đối với nhân loại. Nhưng mà Ngài cũng dạy cho chúng ta một bài học. Chúng ta không phải những sống cho chúng ta nữa, nhưng mà chúng ta phải sống cho tha nhân, sống cho những người thiếu may mắn hơn chúng ta. Nên thành vợ chồng, nên có một cái tâm tình với nhau. Nếu như có điều gì trục trặc thì hãy quỳ gối với nhau, cầu nguyện với Chúa, thưa chuyện với Chúa. Vì Ngài là đấng thương xót và Ngài là đấng mở lối, thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ mở một cái cánh cửa cho các bạn, cũng như tất cả mọi người, để đồng vợ đồng chồng mà làm cái công việc này. Vì Chúa nói là mình làm được mọi sự là nhờ đấng thêm sức cho mình, chứ mình không có tài giỏi gì, thưa chị. Đó là một cái có vẻ các bạn quá khiêm nhường, nhưng mà cái sự khiêm nhường này mình có thể thấy được là các bạn nhận ra là các bạn được cái sự soi sáng. Bây giờ chúng ta nói về cái chương trình Tình Yêu Không Biên Giới một chút. Chương trình Tình Yêu Không Biên Giới bắt đầu phát sóng đầu tiên, phát hình đầu tiên vào lúc nào và được cái sự đón nhận như thế nào? Dạ, chương trình Tình Yêu Không Biên Giới thì em nói là theo như em nói từ lúc ban đầu là được phát hành từ ở Cali trước, do ông bà mục sư Lê Tình Hiệp sáng lập ra một chương trình. Thì với một cái khái tượng thì bà mục sư là một người rất yêu mến Chúa, và bà không biết vấn đề làm phim như thế nào. Nhưng cái bước đầu bà yêu mến Chúa thì đó, thì trong cái khái tượng của bà thì bà đã xác lập ra một chương trình Tình Yêu Không Biên Giới được chiếu trên đài truyền hình VSM từ cách đây khoảng cỡ 2 năm gì. Rồi còn ở đây đó, khi mà Lệ nói như vậy có nghĩa giống như là anh Đoàn Ngọc Lệ cũng không phải là một cái người mà đã từng dấn thân vào cái lĩnh vực gọi là truyền thông hay truyền hình, hay là biết nhiều về thu hình phát sóng, nhưng mà chỉ vì muốn thực hiện được cái lý tưởng của mình, anh cũng đã thực hiện cái phòng thu ở đây và thành lập một cái tự đứng ra để mà chủ trương cái chương trình Tình Yêu Không Biên Giới ở tại Denver này. Dạ thưa chị, đúng vậy. Tại vì trong vì tình yêu thương của đấng cứu thế, thì vợ chồng em có một cái sự khao khát. Thì trong sự khao khát của mình thì Chúa cho mình có một cái sự khôn ngoan. Cái sự khôn ngoan và một cái sự tìm hiểu.
Thì em, đối với em thì khi mà em đam mê trong một cái vấn đề làm phim ảnh để đem đến cho tình yêu cho con người, thì nhiều lúc em cả ngày lẫn đêm em cũng vẫn học hỏi, mỗi ngày mình học hỏi thêm, và nhiều lúc mình xem mỗi chương trình khác thì mình cứ học hỏi, và thì cũng đó là một cái điều mà Chúa cho mình thì mình làm được. Cái sự cố gắng của các bạn nó đã đem mang lại cái thành quả như thế nào ở Denver? Ý anh Trúc muốn nói là cái sự đón nhận của những người coi cái chương trình này như thế nào? Dạ thưa chị, cái điều mà em rất là vui mừng vì công khó của Chúa, nói là công khó của anh em không vô ích đâu. Khi tụi em quyết định làm cái chương trình Tình Yêu Không Biên Giới này, những cái đồ đạc mà chúng em sắm thì nó vượt quá cái sức của con người của mình. Nhưng mà em biết là Đức Chúa Trời là đấng giàu có, Ngài là đấng cả vũ trụ này thuộc về trong tay của Ngài. Nên khi tụi em dùng cái credit card mà để mua những cái đồ này đó, thì ngoài ra sức tưởng tượng của mình. Nhưng mà khi em dấn thân vào cái việc này, thí dụ như em chỉ dâng đối với Chúa thì em chỉ dâng 1/10 thôi. Nhưng mà ngược lại cái điều mà Chúa ban phước cho tụi em á, 10 lần nữa. Tụi em dâng ra có một lần để làm trong chương trình Tình Yêu Mới, Chúa ban lại cho em 10 lần cái điều mà em đã dâng ra. Và em thấy rõ rằng khi chúng ta dấn thân hầu việc Chúa đó, Chúa chúc phước, không những chúc phước về vật chất mà Chúa chúc phước cả tinh thần. Vì chồng của em thì không có qua một cái trường lớp, cái cành builder hay là bất cứ một cái học về quay phim hay lắp ráp hay làm một cái gì hết. Nhưng mà khi mà anh đã có cái tấm lòng yêu mến Chúa, yêu tha nhân, muốn đem cái tình yêu của Chúa để chia sẻ cho những người khốn khó đó, những người ta khốn khó về tâm linh đó, thì Chúa cho anh cái sự thông minh vượt bậc với một con người. Vì ở đây có những người họ học về cái này nhưng họ không làm, không có được. À vậy dạ, đó. Nhưng mà Chúa cho chồng em không có tính cái vụ lợi cho mình mà nghĩ là làm vinh hiển danh của Chúa, thì Chúa cho một cách rất là đặc biệt chị. Nên thành em cũng cảm ơn Chúa đã dùng vợ chồng em trong việc này. Chương trình Tình Yêu Không Biên Giới ở Denver đó được phát sóng một tuần mấy lần, hay là được thực hiện như thế nào và được phát sóng một tuần mấy lần? Dạ, em nói. Dạ. Dạ thưa chị, chương trình Tình Yêu Không Biên Giới thì được phát sóng trên đài VHN vào mỗi buổi sáng Chủ nhật giờ Cali là khoảng 5 giờ sáng. Thì rồi sau đó chương trình Tình Yêu Không Biên Giới được phát ở đài local ở Cali, được qua thành phố Garden Grove, rồi sau đó sẽ tiến hành Orange County luôn chị. Ở bên đó cũng có chương trình, bên này thì làm chương trình để gửi qua. Có khi nào các bạn đó, riêng ở Denver này, các bạn nghe được cái feedback, tức là các nghe được những cái phản hồi từ những người thính giả, người ta coi chương trình của mình thì người ta nói cái điều gì? Dạ thưa chị, chương trình này không những là cho người ở Mỹ đây, mà ở tại Việt Nam họ cũng lên internet để coi được. Và cái điều mà làm cho gia đình Tình Yêu Không Biên Giới dấn thân hơn nữa là có một số anh chị em tại Cali dấn thân hơn nữa, đó là đem người ta đến với Chúa. Vì có những anh em từ Việt Nam gọi qua, họ nói họ được tin Chúa qua được trong cái đài truyền hình của Tình Yêu Không Biên Giới. Đó là cái thành quả và cái kết quả mà chúng ta gieo ra, và Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã làm nó lớn lên ở tại Việt Nam, ở khắp mọi nơi. Có một người ở tại Canada, họ đi biển thôi, họ không có nghe được cái gì, họ đời sống rất là khô cằn. Họ nghe được chương trình Tình Yêu Không Biên Giới, họ đã quỳ gối tin nhận Chúa và họ đã gọi qua cho chương trình Tình Yêu Không Biên Giới về cái vấn đề này. Rồi có một người ở bên Huế, họ cách xa thủ đô Huế rất là xa, nhưng mà họ được coi qua đài truyền hình Tình Yêu Không Biên Giới trong Internet. Họ gọi qua, họ được tiếp nhận tin Chúa qua cái chương trình này, thưa chị. Đã có khi nào, chẳng khi nào các bạn nghe được cái feedback từ những người coi chương trình của các bạn mà họ nói rằng là ô, theo tôi thì chương trình này nó có vẻ nó nặng về tôn giáo quá hơn là nó nói về tình yêu giữa con người với con người, giữa hai vợ chồng với nhau trong gia đình. Đã có khi nào các bạn nghe cái feedback đó chưa? Dạ chưa chị, chưa bao giờ tụi em nghe những cái điều mà nó phản hồi lại là không tốt. Mà những cái điều quý khán thính giả đã email cũng như sự góp ý là họ rất là vui. Vì trong chương trình Tình Yêu Không Biên Giới nó không có ràng buộc trong một cái tôn giáo, mà nó open ra cho tất cả những người cộng đồng, những người các tôn giáo khác có thể góp ý kiến. Và họ em có một dịp thì đi qua Oklahoma giữ chương trình gia đình Mỹ Việt bên đó, thì có các bạn nói ô em có coi chương trình Tình Yêu Không Biên Giới rồi, qua cái chương trình đó em rất là thích đó chị, nào là có cổ nhạc nè, nào là có ca nhạc nè, nào là có tâm sự của giống như là tâm sự của giống như là hội thoại đời ta, cũng như là đời sống xã hội. Wow, trong đó em học thức rất là nhiều ở nơi đó, và em rất là bị được em nhận được cái sự khuyến khích ở nơi anh em ở bên đó nữa, thưa chị. Dạ.
Tức là các bạn không thuần chỉ là tình yêu không biên giới là chỉ nói về những cái điều mà những cái lời của Chúa dạy hay là những cái làm chứng không, mà các bạn lại có những cái phần văn nghệ để mà lôi kéo cái sự chú ý, mà từ đó là đưa cái mục đích của các bạn vào là gia đình, nền tảng của xã hội, một cái gia đình hạnh phúc có tâm linh, hướng về tâm linh và để hướng ra ngoài. Rất là hay. Thánh Trúc được biết là hình như là các bạn còn có những cái ước vọng khác, những cái điều khó khác khác là có thể thực hiện đưa cái chương trình này đi xa hơn, hoặc là có những chương trình về trên radio, trên làn sóng phát thanh hay là cái gì nữa? Dạ thưa chị, thì chương trình Tình Yêu Không Biên Giới sẽ được phát trên đài Việt Hải Ngoại ở Denver, Colorado. Em nghĩ là vào khoảng vài tuần nữa chị. À, trên chương trình Việt Hải Ngoại cũng là phát thanh? Dạ. Ngoài phát sóng rồi, ngoài là phát hình rồi còn có chương trình phát thanh nữa. Dạ, thưa vậy. Và các bạn có còn định là mở rộng lên cái chương trình này, thí dụ như một tiếng đồng hồ nó sẽ nhiều hơn một tiếng đồng hồ hay sao? Dạ, thưa chị, thì chương trình Tình Yêu Không Biên Giới thì mình đã nói đến không biên giới rồi, thì chương trình sẽ càng ngày càng phổ biến, càng rộng hơn. Và bây giờ tụi em và ông bà mục sư bên Cali thì mình sẽ đi tìm những thành phố nào mà đông người Việt đó chị. Thì chương trình của mình sẽ tìm tới đó, đài truyền hình của local ở đó, và mình sẽ gửi chương trình của mình tới đó, mình nhờ. Rất là cảm ơn Đông Sương cũng như là anh Đoàn Ngọc Lệ đã đến với cái chương trình hội thoại của Thanh Trúc ngày hôm nay để mà nói cho mọi người biết về chương trình Tình Yêu Không Biên Giới. Bởi vì nội cái chữ gọi là tình yêu không biên giới, nó cũng là nó cũng khiến cho người ta phải suy nghĩ đến một cái điều gì đó nó cao vời. Khi mà nói về tình yêu mà không biên giới, chắc có lẽ nó vượt ngoài, và chắc chắn là như các bạn đã chứng tỏ là nó vượt ngoài cái tình yêu đôi lứa, tình yêu giữa hai người hay tình yêu trong một gia đình nhỏ, mà nó vượt ra khỏi cái biên giới của gia đình, nó đi đến mọi người khác. Kính thưa quý vị, đó là nội dung của cái buổi nói chuyện để mà tìm hiểu về tình yêu không biên giới từ thành phố Denver, Colorado, từ vòng thu của chương trình Tình Yêu Không Biên Giới ở Denver, Colorado. Và Thanh Trúc cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Chào Washington DC với Thanh Trúc, lần này được thực hiện từ Colorado. Thanh Trúc sẽ trở lại với quý vị trong chương trình tới. Kính chào quý vị.